Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây thì cùng nói chuyện chúng tôi với sự có mặt của ông cựu nghị viên khu vực 4 thành phố San Jose, ông dân biểu, cựu dân biểu của tiểu bang California, ông Kenshin Chu. Xin mời quý vị chào quý vị. You'd like to say hi to the audience from Cali Today as well as Truyền hình Việt Nam. Kính chào quý vị, tôi là Kenshin Chu, very happy to be here. Và xin mời Vân Lê có thể chào quý vị. Dạ, Vân Lê. Kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Cali Today, cũng như Truyền hình Việt Nam. Cũng kính chào đến anh Nguyễn Xuân Nam và ông Kenshin Chu. Thank you. Yeah. Cảm ơn. Được biết rằng ông đang chuẩn bị tranh cử chức nghị viên quận 4, thành phố San Jose. Tại sao ông ra đây chức này một lần nữa? Mời ông. So Mr. Nam Nguyen asked that he knew that you are running for City Council District 4. This is the City Council position that you ran before. Right. Before you got elected as a State Assembly. Right. And why are you running again this time? Oh, I just wanted to bring my experience and government services to address the issue that we're facing today in San Jose. Mm. You know, it different government has different responsibilities. Yeah. The major responsibility that the city obligated to provide to their constituent is public safety. Mm. You know, police and fire protection, which encompass about 60% of the city budget. And the other important issues are a park, street maintenance, a library, and also the code enforcement. You know, we have the city code that we have the department called code enforcement to make sure that, you know, people don't, you know, dump their things on the street, mm-hmm. or people, you know, litter in front of a small business, or people hang out in the residential area. So I wanted to definitely give more budget for the code enforcement to keep our city clean and nice. So that's why I want to just focus mostly in public safety. That's the responsibility of the city. We have to deliver to our people. Yeah. Vâng. Kính thưa quý vị, ông cựu nghị viên và cựu dân biểu tiểu bang California Kenshin Chu có nói rằng ông muốn ra tranh cử trở lại vì có rất là nhiều những cái dịch vụ mà ở bên thành phố cần phải giúp cho những người cư dân, như về vấn đề an toàn, về vấn đề cảnh sát và những người mà cứu hỏa, vì cái ngân khoản mà để mà cho những người nhân viên cảnh sát và nhân viên cứu hỏa chiếm gần 60%. Ngoài ra, ông cũng có nói thêm là ông cũng quan tâm đến cái ngân khoản lo về những cái công viên, lo về thư viện, lo về để mà giữ cái những cái đường xá cho nó an toàn, để mà và ngoài ra cái vấn đề là cái văn phòng mà code enforcement Nam, là nghĩa là giữ đúng cái code, đúng cái code của thành phố, để mà làm sao cho những người thí dụ như là họ bỏ rác bừa bãi, họ dump illegal, hay là những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng tới những cái cơ sở thương mại, và ông muốn cho thêm những cái ngân khoản đó để cho thành phố quan tâm đến vấn đề an toàn công cộng. Thank you so much. Instant translations very difficult. Yeah, very yeah. challenging. Ông có biết là thành phố San Jose có bao nhiêu người Việt, chiếm bao nhiêu phần trăm dân số không?
Do you know how many Vietnamese people live in city of San Jose percentage? Oh, for in the district 4 where I'm running for the council, there's more than 20%. About 21% voters. Yeah. In you are second to district 7. The district 7 is higher. Higher than 21%. But overall at city of San Jose, do you think that the Vietnamese resident ratio, about 20% of a million people resident in city of San Jose? Probably less than 20, but it's the highest concentration of the Vietnamese outside of Vietnam. Yeah, I think so too. Right. Mm-hmm. Yeah. And then if a majority sector of the Vietnamese population in District 4 is more than 20%, around 20%. Yes, 20%. We'll have 20%. You know, what do they want? I definitely work closely with them, because I live in District 4 for 40-some years. Yeah. So I know my neighbors across the street, next to me, and the one that diagonally across the street are all Vietnamese Americans. So I definitely understand. Myself as an immigrant. Yeah. I came to United States from Taiwan as a graduate student with about $200 in my pocket. And after I got my master's degree in electronics engineering, I moved to San Jose by the company called IBM. So I work at IBM as an engineer for 18 years, and my office mate is actually a Vietnamese American, by the name of Sean Tu. At that time, and Sean is trying to start a Vietnamese service organization, and so they founded the VIVO, Vietnamese American Foundation, right? Who at that time trying to teach the newcomers some basic English skill and also some assembly skill. And I was very honored to be invited to join their board of VIVO in the 80s. So we've always been very supportive of their organization. Mm. Yes. Yeah. Well, I should give you a chance. Cái câu hỏi của anh Nguyễn Xuân Nam hỏi ông là ông biết bao nhiêu phần trăm cái số người Việt Nam sống ở trong khu vực 4, thì ông nói là khoảng từ 20-21%, và trên toàn trong thành phố thì cũng khoảng thành phố San Jose có khoảng 1 triệu người, thì cộng đồng của chúng ta chiếm cũng khoảng 20%, và phần lớn thì ông nói như anh Nam cũng có nói đó là đơn vị 4 coi như là đứng sau lưng đơn vị 7. Cái sĩ số mà người Việt Nam ở trong khu vực 7 cao hơn, và cái khu vực 4 thì đứng hàng thứ nhì. Vì vậy mình có được cái người nghị viên trong đơn vị 7, và lúc trước mình có một người nghị viên trong đơn vị 4, đúng không anh Nam? Yeah. Bây giờ thì mình có người ra nghị viên đơn vị 8 nữa. Ok. Nhưng mà ông có nói rằng là ông đã sống ở trong khu vực đơn vị 4 cũng gần 40 năm, mà người hàng xóm của ông, chung quanh ông cũng đều là người Việt Nam, và ông là người di dân từ Đài Loan, và ông đến du học ở California, và ông sau đó ông đã làm việc ở hãng IBM. Người bạn học của ông cũng là người Việt Nam tên là Sơn Từ, sau đó người bạn học của ông đã đứng ra để mà làm một cái hội để mà giúp cho những người mà mới qua có học được cái tiếng Anh và cái assembly skill để mà ta đi làm đó. Ok. Và vì vậy ông đã được mời vào trong hội đồng quản trị của Vivo từ 1980. Hmm. Yeah, I'm still in contact with Bao Chu. Bao Chu. Yeah, Bao Chu was worked with us and started the Vivo.
and we're, I'm still in contact with him. Yeah. And there's another gentleman called Duc Tran. Duc Tran. Which I lost contact with. You know, the thing is that my parents are a nationalist Air Force personnel. So they left their country in China in the minutes of notice to, you know, fled to Taiwan. And that's where I was born and raised. So I understand, I lived through the struggle and of a lot of Vietnamese American. They came to the United States and as a refugee, you know, doesn't have a lot, you know, just like my parents when they first moved to Taiwan. So that's when last term I was on the council, there's an issue of naming that the Vietnamese community on Story Road. You know, I was the first council member that supported the Little Saigon, the naming of that district, Little Saigon. And I'll be able to talk to my colleague, you know, P. Constance and Pierre Luigi, also join me in opposing the Vietnam Business District or whatever the initial name is. Mm-hmm. So, you know, definitely. Ông có nói là gia đình của ông, ba mẹ của ông cũng giống như gia đình của những người tị nạn cộng sản, cũng bỏ Trung Hoa và đi đến bến bờ tự do của nước Đài Loan, Taiwan. Và ông vì vậy ông hiểu được những thử thách, những cái khó khăn của những người tị nạn cộng sản. Và khi mà ông đến được bến bờ tự do, gia đình ông đến được bến bờ tự do, ông nhìn lại và ông thấy rằng là cái hoàn cảnh của gia đình ông cũng giống như những cái hoàn cảnh của những người Việt Nam cộng tị nạn cộng sản. Và ông là cái người đầu tiên mà khi mà nghe đến cái vấn đề mà đặt tên cho cái khu trên đường Story Road là Little Saigon á, thì ông cùng với ông nghị viên Pete Constant, ông cũng đã vận động được ông nghị viên Pete Constant và ông Olivier Pialogi để mà chống lại cái tên Việt Nam Business District, vì ông biết rằng là cộng đồng của chúng ta rất mong muốn có cái tên Lý Lô Sài Gòn, và nó là cái identity của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Đó là cái điều mà ông nói. Thưa quý vị, cảm ơn Vân. Thưa quý vị, là ông Cây Sĩ Chu đã từng là nghị viên thành phố San Jose khu vực 4. Dạ đúng. Từng là dân biểu tiểu bang California. Dạ đúng. Cho nên ông biết rất rõ cái người Việt tị nạn tại đây. Và số phận người Việt tị nạn tại đây nó giống như số phận người Đài Loan vậy. Thế người tị nạn cộng sản, người không thích sống chế độ cộng sản. Đúng rồi. Cho nên cái tâm trạng của ông ta, ông hiểu được tâm trạng người Việt. Không giống như Matt Mahan. Ông ta không có kinh nghiệm như ông Cây Sinh Chu. Thì tôi hy vọng rằng ông làm nghị viên thành phố khu vực 4 thành phố San Jose, là thành viên hội đồng lãnh đạo San Jose, thì ông giữ gìn được cái khát vọng của người Việt, ngoài việc công ăn việc làm, ngoài việc con thăng tiến vào đại học, ngoài việc đi có công việc tốt, người lương cao này nọ, thì chúng ta còn cái giữ gìn cái dòng máu tự do và phi cộng sản của người. Và hy vọng ông không quay ngược lại cộng đồng Việt Nam trong cái vấn đề này. Thì về vấn đề đó thì ông có hứa với cộng đồng ông làm được không? Okay, Mr. Nam mentioned about, you know, your background, that your family has been struggle, you know, with the communists and similar with the Vietnamese American community refugee over here. And he said that as the mayor, Matt Mahan, did not have really, that experience. Yeah, did not have that type of experience and might not understand the not struggle. Sensitive. Yes, not how sensitive to those issues, right. All of this issue. What would you promise to the Vietnamese American community when you get elected in the city council in District 4? How are you going to handle? Because like I mentioned, the issue right now, a little bit drama
has been poor, has been divide our Vietnamese American community just about the flag raising ceremony. Mm-hmm. And you've been attended, the one from the county on the first day of New Year, and you also attended on the third day of City Hall flag raising ceremony. Right. Yeah, well, I'm trying to support the Vietnamese community as much as I possibly can. Mm-hmm. You know, I know there's sometimes there's some dramas and you organizing a large event, but I participate as a person to support the Vietnamese community. You know, this is why, you know, I've been to, I just came from a Vietnamese Art and Cultural Association, mm-hmm. the event in Roosevelt Center. You know, I know I don't try to understand the background, you know, of their issues, but I wanted to be there to support the Vietnamese arts and Vietnamese culture. You know, when I was in the assembly, I think there was a high level, is that a prime minister or whatever? Yes. That was probably in 2016, mm-hmm. the prime minister from Vietnam, mm-hmm. would visit San Clemente. Mm-hmm. And I turned down this invitation to meet with him. Yeah. And those issues, thank you. Those issues I will consult with you, Nam, and Chi, yeah. And Van Le, on those sensitive issues. Mm-hmm. Kính thưa quý vị, ông nói rằng là ông luôn luôn ủng hộ những cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta. Ông cũng đến tham gia ở Roosevelt Park cái chương trình về văn hóa. BACA. VACA, Vietnamese Art and Culture. Vietnamese Art and Culture, về văn hóa và công nghệ của Việt Nam. Và ông có nói rằng là ông hiểu được những cái vấn đề mà rất là nhạy cảm. Thí dụ như là năm 2016, Thủ tướng Cộng sản có đến Sacramento, nhưng ông đã từ chối không gặp. Và ông cũng đã coi như là lắng nghe, và ông thường xuyên để mà hỏi những người ở trong cộng đồng, cũng như ông nói là ông hỏi anh Nam và Vân Lê để mà ông biết để mà đi dự một event, hay là để biết thế nào để mà không có dính vào trong những cái vụ nhạy cảm mà cộng đồng của chúng ta hiện giờ đang có nhiều những cái chuyện lùm xùm tại trong thành phố San Jose này, cũng như trong những thành phố khác ở tiểu bang California. Now, every time I go to the Vietnamese event, I meet a lot of old friends, you know, because when the fighting of naming of the Little Saigon, you know, my hero Lee Tong has a hunger strike. Yeah. Mm-hmm. And Daisy and I, my wife and I, we visit him every night. Mm-hmm. Throughout the whole ordeal, yeah, you know, and then we actually also visit him in the hospital, and I'm sorry that he passed away, but shortly before he passed away, we're still, you know, in contact with each other, yeah, because at that time the government denied some of his benefit because of his they say there was some criminal record. So I was working with Lee Tong to kind of erase the criminal record, so he'd be able to get some of the benefit from the government. Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, yeah. That's so good. That was shortly before. Yeah. Yeah. Right. You know, we're friends. You know, mm-hmm. I like him. He's a very, very nice gentleman. Mm-hmm. Yeah. He's my good friend. Yeah. Kính thưa quý vị, ông Ken Sun Chu có nói rằng là ông khi mà ông tranh đấu cho tên Lý Lô Sài Gòn cùng với cộng đồng của chúng ta đó, thì ông gặp rất là nhiều những người bạn, và trong những người bạn đó là anh hùng Lý Tống, và ông đã đến và đi thăm viếng anh hùng Lý Tống mỗi một ngày
từ cái ngày mà anh Hùng Lý Tống mà dân tuyệt thực ở mà ở trong cái liều, và ngay cả sau khi mà anh Hùng Lý Tống đi vào bệnh viện, và tới bây giờ thì anh Hùng Lý Tống đã ra đi rồi, nhưng mà ông cũng nói rằng là ông cũng đã tranh đấu và vận động cho anh Hùng Lý Tống được hưởng những cái quyền lợi của bên government, là bên chính phủ, khi mà anh Hùng Lý Tống bị có cái record có cái tội phạm hả Nam, có cái tội phạm ở trong cái giấy tờ đó, thì chính ông Kang Sen Chu này đã đi vận động và sau cùng để mà họ xóa bỏ cái những cái nhân chứng hay là những cái tội phạm của anh Hùng Lý Tống. Cái việc cũng biết đó, một người cũng không cùng một màu da với chúng ta, với cùng một màu da chúng ta là người Á Châu, nhưng mà ông có một cái tâm đó là cái tâm mà cùng với cộng đồng của chúng ta tranh đấu cho cái tên Lý Lộ Sài Gòn, tranh đấu cho anh Hùng Lý Tống, tranh đấu cho những việc mà bất công của cộng đồng. Vì Bưng Lê biết ông trở lại lần này trong cái nghị viên khu vực 4 thì ông cũng muốn có một cái tiếng nói và sẽ ủng hộ cho cộng đồng của chúng ta. Vân Lê thì làm việc rất là nhiều với các quan chức chính quyền, về những người political official, thì phần lớn là tại vì Vân Lê làm ở bên tổ chức cái hội Tết Trung Thu đa năm, thì năm nào cũng gặp các những người quan chức chính quyền. Nhưng mà đối với ông Kang Sen Chu thì Vân Lê biết là ông rất là có cái tấm lòng muốn phục vụ trở lại trong cái khu vực 4. Và ông cũng có một tấm lòng là gần gũi và ủng hộ cho những cái công tác của cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta không có một người Việt Nam đại diện trong cái khu vực 4, ít ra mình cũng có một người bạn, mà người bạn đó hiểu được những cái khó khăn của cộng đồng của chúng ta, như là những cái việc rất là nhạy cảm về lá cờ đỏ sao vàng, về những cái gì mà chúng ta đã tranh đấu, cái lý tưởng của chúng ta tranh đấu về vấn đề chào cờ vân vân và vân vân. Thì Vân Lê nghĩ rằng là ông sẽ là một cái người mà đồng lòng với chúng ta đi trong những cái đường sắp tới để mà chúng ta có được một cái tiếng nói trong vòng chính. Thì như Vân Lê biết á, ở trong thành phố thì có tới 10 nghị viên, đúng không Nam? Yeah. Và một người thị trưởng. Thì hiện giờ chúng ta có một người nghị viên Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng không có trông được gì ở một người nghị viên này mà làm được gì cho chúng ta qua cái chuyện lùm xùm tại thành phố San Jose, cái lễ chào cờ. Thì ít ra chúng ta có một người bạn, và cái người bạn đó sẽ đi đồng hành với chúng ta. Thì Vân Lê cũng nói rằng là những người nào mà Vân Lê ủng hộ là người đó phải cùng có một cái lý tưởng, cùng có một cái ý niệm là những gì mà chúng ta muốn gìn giữ truyền thống văn hóa lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, và làm sao để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam hơn. Thì đó là cái điều mà Vân Lê ủng hộ cho cái người đó. Thì ông Kang Sen Chu này cũng là một người mà Vân Lê ủng hộ lần này. Anh Nam biết rồi, Vân Lê đã ủng hộ cho cô bé Đi Dương, đúng không? Là để cho chức vụ giám sát viên. Vân Lê cũng đã ủng hộ cho ông dân biểu tiểu bang Evan Lo cho chức vụ dân biểu liên bang ở Quốc hội. Và người thứ ba là ông cựu dân biểu Kang Sen Chu cho chức vụ nghị viên đơn vị 4. Vân Lê cũng yêu cầu quý vị có những cái thắc mắc gì có thể liên lạc trực tiếp với cái campaign của ông Kang Sen Chu, tìm hiểu thêm những gì ông đã làm cho cộng đồng mình. Để đương nhiên là quý vị cũng biết Vân Lê, lập trường của Vân Lê, những gì Vân Lê làm đều là cho cộng đồng, và luôn luôn muốn cộng đồng chúng ta lớn mạnh để chúng ta có cái tiếng nói. Và Lương Lê cũng nói rồi, chúng ta không có được một người Việt Nam thì ít ra chúng ta có một người bạn.
Thì cũng như là khi ở trên quận hạt, Vân Lê cũng có những người bạn ở trong quận hạt, thì chúng ta mới vận động được cái nghị quyết và cái buổi lễ chào cờ đầu năm đúng ngày mùng 1, đúng không anh Nam? Yeah. Nếu chúng ta không có một người bạn thì cũng không có dễ gì để mà chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, Vân Lê mong rằng là tất cả quý vị theo dõi chương trình và quý vị biết rằng là những gì mà ông Kesson Chu làm, những gì mà ông đã làm và ông đang làm và ông sẽ làm, thì quý vị có thể giúp cho ông một lá phiếu. Khi cái điều quý vị thấy này, cái quá khứ nó đã qua rồi, nhưng nó chứng minh được cho tương lai, nó hứa hẹn cho tương lai. Quá khứ Kesson Chu không mang tiếng với cộng đồng Việt Nam, ông đã từng làm ủy viên quận 4 năm, xong sau sau đó ông làm nhiệm kỳ hai năm. Và 2 năm ông đậu lên cái chức dân biểu tiểu bang, ông lên đến đó. Thì sau ông lại trở về đây, xong rồi trở lại khi khu vực có vấn đề. Mà anh biết là khi mà ông Kesson Chu ông trở về đó, là tại vì ông có một người mẹ thì lúc đó ở San Jose. Tại vì anh biết khi mà ông đại diện cho cái khu vực của ông ở Sacramento, ông phải lái đi lái về, ông phải họp ở trên đó từ thứ hai tới thứ sáu, tới cuối tuần ông mới được về. Thành ra ông nói rằng là ông muốn spend time với lại mẹ của ông, ông muốn để thời giờ chăm sóc mẹ ông, không có phải đi về. Thì vì vậy sau này thì sau đó thì mẹ ông mất, đó là lý do tại sao ông bỏ cái ghế dân biểu tiểu bang. I mentioned to the audience that because your mom, you want to take care of your mom, and you give up your seat of state assembly, you come back to, you know, the Bay Area, to San Jose, and now you're going to run for the city council. Right. Am I correct? Yes, yes. I'm very happy that I've been able to kind of stake with my mom during her last 4 months of her life. Mm-hmm. So that was a good decision. Yeah, you're a good son. No, yeah. No, thank you so much to hear about that. Yeah, Nam did not know. She was almost 100 years old. So. Yeah. She thưa quý vị, passed away peacefully. Nói cái khác hơn là nhân vật Kesson Chu này tôi không lạ. Trước đây 6-7 năm gì đó tôi đã được phỏng vấn ông ta rồi. Thì không có lạ thưa quý vị. Và ông ta làm việc thành phố San Jose tôi gặp rất là nhiều lần. Tôi vừa cuộc họp thành phố gặp ông ta rất là nhiều. Không lạ. Nhưng mà nếu chỉ có còn một câu nói như thế này, tôi hoàn toàn bỏ phiếu cho ông ta. Bây giờ quý vị nghe tôi hỏi câu gì không? Chúng tôi chờ đợi ông làm tư cách một người, một nghị viên, và đối xử mọi người công dân Việt Nam như mọi người khác. Chúng tôi không đòi hỏi ông có một cái favor nào trong việc đối xử bình đẳng cho mọi người. Chúng tôi chỉ đề nghị ông một cái sự quan tâm hơn. Mà nếu ông quan tâm được điều đó thì nó làm người Việt Nam tị nạn cộng sản. Chúng tôi cảm ơn ông. Và để bày tỏ lòng cảm ơn đó, chúng tôi kêu gọi người Việt sẽ đi bầu phiếu cho ông. Đó là điều gì? Đừng có đi theo con đường vết xe đổ của Mark Mohin, mà hãy giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam trân trọng lá cờ vàng. Ông có làm được điều đó không? Okay, Mr. Nam asked you, the question is, if you get elected as a city council, a district 4, we want you to treat us fair, you know, as well as other community. Definitely. Only thing he wants you to pay attention, okay, one of the issues from the Vietnamese refugee as well as immigrant is the keep and protect the Vietnamese South Republic of Vietnam as it works as protect the Vietnamese from the invasion of the Vietnamese communists. Right. And he doesn't want you to follow the footsteps of Matt Mahan, no. Mayor, because the Mayor Mahan did not really look into that particular issue when he ran
he promised a lot of stuff, right? But when he got elected, he forgot everything. Yeah. That's why he asked you, what did you promise? Well, my... Before you answer your question, I want to tell you this. We expect Matt Mahan to keep the promise. Mm-hmm. When he was not a mayor yet, when he go to the Vietnamese community, he wear the Vietnamese the freedom flag. Right. Mm-hmm. Right. But you know, he promised a lot, but he didn't follow. We don't want somebody to be called flip flop. No. As a person who know you many years, I don't want you to follow that footstep. No. Flip flop people step. Well, you have my promise, you know. Yeah. But before I answer your question, mm-hmm. I just wanna to clarify, the criminal record of Le Diton mm-hmm. is not stealing, robbery, or violent crime. It was because he used some pepper spray mm-hmm. on one of the singers that were performing in San Jose. Yes. So that was all about his criminal record, not that he committed any harm to the people. Mm-hmm. But to your answer, your question, I mean, I just recently got an endorsement from Brian Doe. Yeah. And the reason he put it in the quote is that I kept my promises. Yeah. That's why he endorsed me. Yeah. Yeah. The quote is very, very simple. Thưa quý vị, ông Cai Thế Chu, một người tị nạn cộng sản, có hoàn cảnh giống y chang người tị nạn Việt Nam. Ông đã từng làm nghị viên của 4-6 năm, từng dân biểu tiểu bang California, và ông đã đứng về phía đấu tranh cho người Việt tị nạn cũng như cho cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng ta muốn nuôi dưỡng, giúp đỡ một người có công với cộng đồng Việt Nam bằng cách gửi cho ông lá phiếu. Lá phiếu quý vị càng nhiều thì là một gánh nặng về trách nhiệm tinh thần ông càng lớn, để lo lắng cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose nói chung và tại khu vực 4 nói riêng. Và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ đi bầu và ủng hộ bỏ phiếu cho ông Cai Thế Chu. Mời bác. Ông Cai Thế Chu có nói lại là khi hồi nãy ông có nói về khi ông đã làm việc vận động để xóa cái hồ sơ về tội phạm của anh Hùng Lý Tống, thì vì lúc đó anh Hùng Lý Tống chỉ dùng cái pepper spray xịt lên hình như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hình như Vân Lê nhớ như vậy, is that another singer from Việt Nam, right, yeah. Right. Thì đó là cái hồ sơ tội phạm mà anh Hùng Lý Tống bị trong đó, vì vậy anh Hùng Lý Tống không được những cái hưởng quyền lợi của bên chính phủ, và ông đã vận động, thì đó là cái điều mà ông nói. Now, I just want to make sure to clarify that he's not a criminal, because he had a crime record because of using the pepper spray. Yeah, I want to. Ông chỉ muốn sure. là để mà cho quý vị rõ là không phải là anh Hùng Lý Tống có cái hồ sơ gì mà rất là trọng tội. Hồ sơ tội phạm chỉ có một cái là ông dùng cái pepper spray xịt lên cái người ca sĩ. So now your answer with Mr. Nam, are you going to follow a footstep of Mayor Matt Mahan or not? Và ông có nói là ông cũng được nhận cái sự ủng hộ của Brian Doe, là vì ủy viên giáo dục Brian Doe, vì Brian Doe có nói là vì ông giữ cái lời hứa, đó là lý do tại sao mà Brian Doe đã ủng hộ cho ông. Right, definitely. I will correct Matt Mahan. Yeah, thank you. He promised a lot, but he did not deliver. Yeah. That's a problem right now. You know, he has a nickname in my community. Oh, is that right? Because of that. Right. Yeah, a lot of people make a lot of promises, you know, during the campaign. So you have to really see the history. You know, that I think it is a better judgment of a person than just the word.
action take, you know, more important than words. Yeah, action speak right? louder than words, yes, right? Yes, exactly. Yeah, yeah. And phần lớn đó, quý vị, những người mà dân cử, phần lớn, anh Nam dùng cái chữ flip-flop, có như là họ nói ngày hôm nay, có thể ngày mai họ lật ngược lại, và họ nói, ngày hôm nay họ nói đúng, nhưng mà ngày mai họ có thể nói sai. Thì đó là cái điều mà anh Nguyễn Xuân Nam hỏi ông Kenton Chu là ông khi ông hứa cái gì thì ông giữ lời để mà no one force you to promise something right if you don't want right but when you promise you should deliver, you got to keep that promise. Mm-hmm. That's right. That's an incredible integrity of a person. Yes, right. Absolutely. Definitely. We don't ask somebody to make a promise if it's not fair for him. Mm-hmm. But when you promise a lot of times in front of many people in my community, you got to keep that promise. Definitely. Yeah. And I'm a man of words. And another thing is, I would want to add on, is if you cannot keep the promise, you need to go out and tell the audience or tell the community why you could not keep that promise. Because the community did not know. That's right. Maybe because the rule or the, you know, something inside, whatever. But legitimately, when you promise, that means you know that you could do it. But when you could not do it, and okay, I couldn't have because some explanation. Yeah, explanation. But, no, because I don't have a 5 vote, because this, or because that, right? Right. But just let us, you know, to define, you know, your answer. But rather than we stay here, we don't know, we're skeptical, we don't know what happened, why that didn't happen, and you didn't even give an answer with your promise. Người ta nói rằng vấn dịch câu này quan trọng rồi. Người ta nói rằng chỉ có những người ngu mới đi tìm một ông chính trị gia. Ông cam đi ra không bao giờ giữ lời, và chỉ có người ngu mới đi tìm. Nhưng mà tôi biết ông Kenton Chu là một trường hợp ngoại lệ. Ông ta đã làm nghị viên thành phố, thành phố quận 4, thành phố San Jose trong 6 năm. Lên Sacramento 2 năm là 8 năm. Và suốt cái thời gian 8 năm đó, ông là người ủng hộ Cộng đồng Việt Nam rất mạnh mẽ và giữ lời. Đó là lý do tại sao chúng tôi xin quý vị lá phiếu bầu cho Kenton Chu. Chúng ta đưa một người như Vân nói, không phải là người Việt Nam, thì là bạn người Việt Nam vào thành phố, để nó bảo vệ cái quyền lợi chung của thành phố và quyền lợi của cộng đồng Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Yeah. Mr. Nam said, don't trust a politician. If people say you're stupid, yeah. You trust a politician, but except Kenton Chu. Also, me too. And I'm not a politician. I'm a public exactly, servant. Exactly, me too. I'm not a politician. I'm a public servant. Yeah. Là người phục vụ cộng đồng. Yeah. Nhưng mà tại vì cái title actually Vân Lê là quỹ viên giáo dục, Vân Lê cũng là một public servant, cũng là politician, nhưng mà cái level của Vân Lê là thấp nhất. Yeah. Đúng không anh Nam? Just like Vân Lê would just wanted to serve people. Serve the people, yes. and with our life experience and the government experience to make the community better. Yeah. You know, tiếp tục cho. Yeah, thì Vân Lê cũng biết đó là ông Kenton Chu ông cũng nói cũng như Vân Lê, chúng tôi là những người muốn phục vụ. Vấn đề là cái title đó, cái danh hiệu là chính trị gia đó, thì nó cũng có rất là nhiều người mang cái tiếng danh trị gia là vì cử tri, cứ người ta bầu cho mình, thành ra mình được vào cái tiếng đó. Và anyway, so Mr. Nam said that, you know, except you and well, except me and self, but come on. But the part of this is we did mention that we are public servant. Right. Những người mà đi phục vụ cho cộng đồng. Mà thôi, I know that time is running out. I don't know the last word, but I know that you have what about 7 or 8 days now? Yeah. Yeah. Uh-huh. Yes, 8 days before the election, right? March 5th. Chúng ta chỉ còn khoảng 8 ngày trước cái ngày kỳ bầu cử sơ bộ vào 5 tháng 3. Quý vị muốn bầu cho ai thì bầu, nhưng mà đối với Vân Lê không có ở trong khu vực 4. Nhưng mà Vân Lê có ủng hộ cho ông Kenton Chu. Thì quý vị hiểu được
Và quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị cứ việc vào trang nhà của ông Kang Sun-chu, và nếu được thì quý vị cũng có thể bỏ cho ông một lá phiếu để ông ta có thể giúp cho chúng ta hơn là một người bạn của cộng đồng, hiểu được cộng đồng và tranh đấu quyền lợi cho cộng đồng. Đó là điều Văn Lê mong muốn. Cái quan trọng nhất của công việc làm của chúng tôi và một số anh em, trong đó có Văn Lê, là gì? Là muốn càng ngày chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta có nhiều connection với những cái chính giới, đúng, những người dân cử. Đúng rồi. Để họ, mình bánh quýt đi, ít đi qua, bánh quy đi lại. Việc đầu tiên chúng ta bỏ phiếu cho họ trước, sau đó chúng ta mới có cái credit đó, chúng ta mới xin họ giúp đỡ những công việc có quyền lợi cộng đồng Việt Nam. Đúng rồi. Cũng có một số trường hợp bánh quýt đi ít đi qua nhưng mà không chịu bánh quy, không chịu đi lại. Họ lừa gạt chúng ta, chịu thua thôi. Số đó cũng có nhưng mà ít thôi. Nhưng mà lần sau không bỏ phiếu nữa. Mà lần sau ta không bỏ phiếu nữa. Đúng không anh ạ? Nhưng mà vì họ lừa gạt chúng ta, họ không có giữ lời. Thì chúng ta không tin vào họ nữa. Nhất sự bất tín, vàng sự dẫn tín. Còn chúng ta phải trồng cây mới được ăn quả. Uống nước phải nhớ nguồn. Do vậy muốn được có nước để uống, có cái cây để ăn, chúng ta phải trồng cây, phải tưới cây. Một cái việc trồng cây, tưới cây đó là gì? Là phải bỏ phiếu cho người mà họ có cái đồng hành với mình, đồng hành với mình. Ủng hộ mình. Yeah. Tôi thấy ông Kang Sun-chu trong suốt mà 8 năm tôi quen biết ông đó, thì ông luôn luôn gắn bó cộng đồng, ủng hộ cộng đồng. Và đây là dịp chúng ta trả ơn ông ta. He said that during the time that he, Mr. Nam know you, and he knew how you've been working closely with the Vietnamese American community and support our community. So he, you know, want that kind of support again. So if you get elected and you can support back our community, because we're sitting in the position that you can make the difference. Right. Definitely. So and don't forget that the trust is very important from now to the next election. But the community know who is truly with the community, right? Right. That's and that is the part. Yeah. Right. Yeah. Thank you for your time. Oh, yeah. Thank you very much for having me on the show. Yeah. And thank you, Chi Văn Lê, for translation. I'm trying my best. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, and hope I can count on your vote. Yeah, xin cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình đối thoại giữa anh Nguyễn Xuân Nam với ông Kang Sun-chu và Vân Lê. Xin quý vị nhớ đi bầu vào ngày 5 tháng 3 và được thì bầu cho ông Kang Sun-chu. Quý vị nào ở trong khu vực 4 là khu vực Bayasa, North San Jose. North và San Jose. Chúng ta cũng trân trọng những ứng cử viên khác là bạn cộng đồng Việt Nam, không phải là người Việt. Đúng vậy. Ví dụ như ông ứng cử viên dân biểu liên bang, ông Evan Lowe. Evan Lowe, đừng quên, ông ta là người đang dành toàn bộ thiện cảm đấu tranh cộng đồng Việt Nam. Ví dụ như lá cờ vàng, nghị quyết cờ vàng. Ví dụ như là cái ngày chào cờ. Ngày lễ chính thức. Ngày lễ chính thức đầu năm, chào cờ đầu năm. Đó là một nhân vật mà chúng tôi mới biết mà nhìn thấy cái sự mà gắn bó cộng đồng Việt Nam, chúng tôi quý ông ta. Và chúng tôi kêu gọi quyền lá phiếu cho ông Evan Lowe và ông Kang Sun-chu và Betty Dương. Đó là những người committed để mà làm việc với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Họ quyết tâm làm việc cộng đồng Việt Nam chúng ta. Họ là người bạn rất dễ thương. Cảm ơn quý vị và cảm ơn your time. Right. Oh, thank you. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thank you. Good thank luck. You so much. Good thank luck. You very okay. much. Right. Thank you. I hope that you will have a celebration. A celebration, the victory party. Maybe a victory show right here. Right. Thank you, people. Yeah. Sure. That's will be good. And hopefully you'll be able this election is very important. Anam is only in March. Yeah. No general election because only two candidates, which is the incumbent and Kang Sun-chu candidate. So only two people, whoever has the most vote will win. Yeah, the election will be decided. They were decided in March. Final. Yeah. Vân Lê có nói rằng là tại vì trong khu vực 4 á, chỉ có hai ứng cử viên là một người hiện giờ đang đương nhiệm và ông Kang Sun-chu thôi. Thành ra cái lá phiếu rất là quan trọng, không có cái general election nữa đâu quý vị. Thành ra là quý vị nên nhớ đi bầu vào 5 tháng 3 nếu được bầu cho ông Kang Sun-chu để ông có
được cái thắng lợi vào ngày 5 tháng 3, và ông sẽ trở lại để mà giúp cho cộng đồng chúng ta. I pray that God be on your side. Thank you very much. Thank you. Okay, cảm ơn xin tất cả. Cảm ơn. Good. Thank you. All right. All right. Yeah. Okay. Bye.